Thông ơi Thông. Thông ơi. Dạ. Em có muốn kim cương nữa không? Có muốn quay đồ nữa không? Nữa không? Khủng long nha. Khủng long. Ừ, phun khủng long luôn nha. Quay cái chó gì? Chị Ca. Dạ. Sao nhở? Sao vậy? Mía trong cái gia đình này mình là cũng gọi là một cái sao người nhớ? Người gọi là gia đình, ở trong cái gia đình này thì mình cũng gọi là một người trụ cột gia đình, mọi người cũng gọi là cái người mà gọi là ít nhất thì cũng phải gọi là sao? Cũng liên quan người ta ăn nhiều tiền mà. Anh không có nhiều tiền nhưng mà mình cũng có tiền quên đồ và cũng ngăn cứ núp cho thằng em mình đến bây giờ ai mới là chồng của em. Đừng có sợ, anh có quỷ đi mà anh tự này đi. Anh làm chó như con đi quỷ đen đúng không con? Làm chó như bà như con quỷ đen. Nhưng mà sao? Cậu quay cũng không cho thông cho mà. Nhưng mà anh cũng chưa có cùng long, chưa có mưa cháu mưa, chưa có ít cả ít. Cái gì anh than nhỉ? Anh chưa có cái gì hết, nhà anh nghèo. Nhưng mà cậu quay cho em trai anh chứ không phải quay cho ai. Mèo chảy nước mắt luôn. Mèo đang buồn mà nó khóc luôn này. Không phải ba con. Mum nó buồn mà nó khóc rồi luôn này mọi người. Mình buồn mình cũng khóc như Trang nó luôn. Rồi sao nào? Em đi, đồ em ít lắm. Ừ đúng rồi á. Quay cho anh đi. Quay cho anh đi. Chú có còn muốn ở trong căn nhà này không? Chú còn muốn ở trong căn nhà này không? Nên quay cho mình mọi người. Quay. Đó con mèo nó bảo là Ok, mình sẽ quay cho anh 100 nghìn thôi, bây giờ. Thôi, vậy 100 nghìn. Em quay cho Thông đi nhá. Ừ, anh đi đây. Vậy anh không quay đúng không? Ừ, quay cho Thông đi. Cuộc sống mà mọi người, cuộc sống mà mình phải lo cho chồng, để hết chồng rồi tới em luôn. Em trai bây giờ còn phải lo ngược lại cho gá bên tiếp tiếp tới là chồng mình. Bây giờ phải làm sao đây, mệt ghê á. Nạp tiền lấy lòng người này, phải lấy lòng người kia, làm sao cho vừa lòng đây. Cuộc sống mà, thôi thề, hôm nay mình sẽ thương gá bạc một lần thôi nha mọi người, một lần duy nhất trong đời. Thì bây giờ mình sẽ quay, đó là mình phải đi kiếm kim cương. Nếu muốn quay mà gã bạc bảo á, nào là khủng long chưa có nè, nào là súng mới hôm nay ra nè, rồi nào là gì nhở, nào là bom kêu nè, các thứ rất là nhiều tiền. Mình tính là quy cơ chứ cũng phải là gần 10.000 kim cương á mọi người, xui xui thì cũng 10.000 kim cương. Thì bây giờ mình phải đi kiếm, thì kiếm mình sẽ lên shop cô ngân tv.vn để kiếm thêm kim cương. Thì úi, hôm nay có vòng quay sinh nhật Free Fire 20k nè, vòng quay mới, mình sẽ vô thử luôn nha mọi người. Thì mình sẽ quay phát đầu tiên. Quay, một lần quay 20.000, 350 kim cương, gà rán KFC. Nếu mà vòng quay này xui quá thì mình sẽ quay lại vòng quay mà bình thường mình trúng rất là nhiều, đó là vòng quay mùa hè. Quay lần thứ hai, quay lần thứ hai, 3.000 kim cương. Ui, được thế nhô, là mình được 3.000 kim cương rồi đó mọi người, mới 40.000 thôi đó. Quay lần thứ ba, 9.999. Oh yeah, oh. Trời ơi, đúng là ông trời thương mình luôn á. Chỉ có shop ạc của mình là mang niềm vinh hạnh đến cho mình thôi. Lần thứ tư, lần thứ tư, lần thứ tư. Ồ, 100 kim cương, gấu bông gì có 100 kim cương vậy. Lần thứ năm, nhưng mà đủ 10.000 kim cương rồi mọi người. Đủ 10.000 kim cương rồi, 1.000 kim cương. Ok, thì mình chỉ sử dụng đó là 100.000 để quay cho ga bạc thôi. Thay vì của em trai cần phải lấy lòng hơn, thì hôm bữa mình chơi 50.000 kim cương, thì hôm nay mình chỉ quay cho ga bạc 100.000 thôi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ rút kim cương, lịch sử mua giúp kim cương, giúp kim cương. Ui, có 24.000 luôn nè. Thôi mình sẽ đầu tư cho ga bạc 20.000 kim cương đi. A few moments later. Ok, thì mình đã quay lại với lại là Agribertover rồi mọi người. Nhưng mà mình quyết định là trong lúc mình rút kim cương thì mình quyết định là chỉ nạp cho gao bạc 14.000 kim cương thôi mọi người. Chắc là thiếu thì mình sẽ rút tiếp nha mọi người. Để mất công để còn dư trong ạc của gao bạc, chắc chắn gao bạc sẽ xài. Cho nên mình phải tiết kiệm, lần sau mình sẽ rút kim cương cho Thông để mà lấy lòng. Ok, mất công Thông miết mị nữa mọi người. Mình sẽ quay XX chứ. Tại 24 giờ nà ní. 24 giờ không phút. Tiếp theo. Không ra luôn. Lại 24 giờ. 24 giờ. Ui.
đó, ít cái ít cuồng loạn. Trời, cái này được gọi là vợ thương chồng đó mọi người. Cho nên là hôm nay ông trời đã phù hộ cho mình. Trời ơi, xịn cho con bò liền. Dăm ba cái đồ. Bây giờ mình sẽ qua vòng này nè. Đó mọi người nên học cách quay của mình đi. TikTok. Một phát này nha mọi người. Sau đó là quay lại, đó là vòng quay này. Giờ sẽ là cây XM8 luôn. XM8 luôn nha mọi người. Trời ơi, mình là một người vợ thương chồng mà. Ra đi. Toàn 24 giờ vậy chứ. Nó khó ra dữ trời. Mình đang nghĩ là mình nên quay để coi. Còn 1, 2, 3, 4 cái khủng long này. Đúng không? Mình sẽ quay cái này trước đi. Mình cần cục đá đúng không? Mình sẽ nhấp liên tục vào cục đá. Sau đó là mình một phát. Có ăn không? Nè đi. À, bây giờ nó mới ra để đó. Thấy chưa? Xong rồi mà. Ôi. Chết rồi. Lại chứ. Nè đi. Ôi heo con bò. Nụ. Không nhắc lại. Ok, 5 cục nắm này rồi mình sẽ quay đổi luôn. Trời ơi, được lỗ, trang bị nhanh luôn. Đổi luôn nè. Đó, được lỗ. Mình thương chồng quá mà. Đổi luôn, đó, được lỗ không? Còn không màu, còn cái con màu xanh thì thôi khỏi đi mọi người. Con màu xanh nó không có đẹp đỏ mà nó mắc nhất luôn chứ. Cái gì kỳ vậy, sao con màu xanh này là con mắc nhất? Kỳ á. Ok thì tiếp theo là mình sẽ đi đến một cái nữa. Đó là còn cái này chưa có nữa mọi người. Ôi sao nhiều cái phải quay vậy. Má ơi, quay tốc lực luôn nha mọi người. Chết luôn rồi, được một hòm nè. Má ơi. Được hai hòm đi. Ôi chết, được ba hòm đi. Ôi trời, thương mình à. Có ra được không? Sao được đi, có ba đó. Ôi. Không được rồi, tốt đi. Đó, được lỗ. Mà mình chắc chắn một lần là mình phải đi nạp kim cương thêm rồi. Đó, đủ luôn. Trời ơi, đủ luôn đây mọi người. Xác nhận. Đó, xịn sò combo liền. Đó. A few moments later. Sau một thời gian thì mình cũng rút được số kim cương còn lại. Quay tiếp nha mọi người. Cuộc sống mà. Thank you.
rồi còn một hộp sao nó không ra vậy? Ok luôn anh, đổi quà luôn. Ok, xác nhận. Giải thưởng này được gửi tới tủ đồ của bạn. Đó là phần sưu tập và phần vũ khí. Cuộc sống á mọi người, mình tốn hết cả đống tiền kia, đống tiền luôn á, ra bạc dễ dụ mình quá mà. Ok, trang bị luôn. Tiếp theo đó là bom kêu. Bom kêu thì mình sẽ mua mát luôn. À đây, quy đổi là quy đổi cái gậy. À đây, 55 cái là đổi được, ok. 55 cái nha mọi người. Rồi ok, chắc là đủ rồi đó. Bây giờ mình ra mình quy đổi luôn. Quy đổi. Ok, con dê liền hết kim cương của tôi rồi đó nha. Trang bị nhanh. Tiếp theo là vẫn còn 5.000 875 kim cương. Thì mình quyết định mình cũng chừa lại kim cương làm gì đâu mọi người. Mình quyết định là mình quay tiếp. Đó là khẩu XM8 này vẫn chưa ra mọi người. Ta cay quá à. Coi thử con nó ra được bao nhiêu ngày nha mọi người. Thì hiện tại ga bè TV hết 55, còn mỗi 55 kim cương thôi. Và khẩu XM8 đâu nhở? Xin thông báo với mọi người, đó là khẩu XM8 của chúng ta hiện nó là 23 ngày và mình tốn hết kim cương luôn. Đúng là mình không hợp với ga bạc mọi người. Quay đồ lúc nào cũng không ra hết, còn quay đồ cho em ga bạc thì lúc nào cũng ra hết mọi người, ra hết luôn, còn dư kim cương nữa. Ok, thì clip của con Ngân là đến đây là kết thúc. Hôm nay mình rất là buồn vì mình tốn rất là nhiều kim cương cho ga bạc. Thì mọi người nhớ xem và like cho mình nha. Yeah, bye bye mọi người, hẹn gặp mọi người ở những clip và những buổi livestream tiếp theo của cô Ngân. Bye bye, yêu mọi người nhiều.